Câu số 29. Đây là một câu về xác suất. Đầu tiết học, cô giáo kiểm tra bài cũ bằng cách gọi lần lượt từng người từ đầu danh sách lớp lên bảng trả lời câu hỏi. Biết rằng các học sinh đầu tiên trong danh sách lớp là An, Bình, Cường với xác suất thuộc bài lần lượt là 0,9, 0,7 và 0,8. Như vậy, với An thì xác suất để thuộc bài thuộc bài là đúng không? Khi xác suất thuộc bài là 0,9 thì xác xác suất là không thuộc bài sẽ là 1 trừ 0,9 nhé bằng 0,1. Với bình thì sao? Bình xác suất thuộc bài là 0,7. Thì xác suất không thuộc bài của bình sẽ là 1 trừ 0,7 các em nhé và bằng 0,3. Tương tự với cường thì cường xác suất thuộc bài đề cho là bằng 0,8 thì xác suất không thuộc bài sẽ là 1 trừ 0,8 bằng 0,2 à, như vậy anh đã đã phân tích được cái xác suất thuộc bài và không thuộc bài của từng bạn cô bảo đề là yêu cầu tiếp này cô giáo sẽ dùng kiểm tra sau khi đã có hai học sinh thuộc bài và người ta yêu cầu mình tính xác suất để cô giáo chỉ kiểm tra bài cũ đúng ba bạn trên dùng kiểm tra sau khi có hai học sinh thuộc bài và xác suất để chỉ kiểm tra đúng ba bạn trên thì như vậy cường của chúng ta phải là người thuộc bài để cô kiểm tra đúng ba bạn trên thì kết thúc thì cường phải là người thuộc bài thì sẽ xảy ra hai trường hợp sau trường hợp thứ nhất an thuộc bài An thuộc bài Bình không thuộc bài Và Cường thuộc bài Thì xác suất của nó là An thuộc bài là 0,9 Nhân Bình không thuộc bài Là 0,7 Ai à, xin lỗi là 0,3 Nhân xác suất để Cường thuộc bài là 0,8 Bằng 0,216 Tiếp theo trường hợp thứ hai là Cường nhất định phải là người thuộc bài nhé. Rồi, An không thuộc bài, Bình thuộc bài và Cường thuộc bài. Thì tức là An không thuộc bài xác suất là 0,1. Bình thuộc bài xác suất là 0,7. Cường thuộc bài xác suất là 0,8. Và kết quả lại bằng 0,056. Bây giờ các em cộng hai cái này lại thì sẽ xác suất cần tính là P bằng 0,216 cộng 0,056. Và kết quả ra là bằng 0,272 Như vậy chúng ta khoanh vào D Tiếp theo là câu số 30 nhé Người ta cho 3 hàm số Fx, GX và Hx Người ta, người, 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 ta lại cho tiếp là hệ số góc của các tiếp tuyến của các cái đồ thị này Tại điểm có hành độ x0 bằng 2020 bằng nhau và khác không? Người ta hỏi khẳng định nào đúng. Thì tiếp tuyến hệ số góc của tiếp tuyến của một đồ thị hàm số tại điểm x0 là f tại x0 Để đối với hàm y bằng fx g phải x0 đối với đồ thị y bằng gx và h phải tại x0 đối với đồ thị y bằng hx đây là các cái hệ số góc của các tiếp tuyến của đồ thị này tại điểm x0 thì người ta cho các hệ số góc này bằng nhau đấy là một giả thiết thì bây giờ người ta lại cho hx bằng phụ thuộc vào fx và gx Thì chúng ta phải đi tính hx thôi Anh phải đi tính h x h x của chúng ta bằng u trên v là u phải v này f phải x nhân 3 trừ gx Trừ u v phải là fx Nhân v phải là trừ gx phải Chia cho 3 trừ gx tất cả bình phương và cái này bằng này. Cái này bằng fx <laughs> fx nhân g phẩy x trừ đi f phẩy x nhân gx cộng với 3fx cộng 3 f phẩy x trên 3 trừ gx tất cả bình phương. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khai thác áp dụng cái dữ kiện này Thì từ cái dữ kiện này chúng ta sẽ có F phải tại x0 Bằng G phải tại x0 Bằng F tại x0 Nhân G phải tại x0 Trừ F phải tại x0 Nhân G tại x0 Cộng 3 F phải tại x0 Trên 3 trừ G tại x0 Tất cả bình phương do f phẩy tại x0 bằng g phẩy tại x0 nên chúng ta sẽ bỏ được tất cả các cái f phẩy tại x0 và g phẩy x0 tại hai vế thì tức là 1 sẽ bằng f x0 này bỏ cái này này bỏ cái này này trừ g x0 cộng 3 chia cho 3 trừ g x0 tất cả bình phương tương đương với thì ở đây thì chúng ta sẽ tìm được tương đương với Fx0 của chúng ta sẽ bằng Fx0 của chúng ta sẽ bằng 3 trừ Gx0 Tất cả bình phương Cộng Gx0 Trừ 3 nhé Và bằng G bình cả x0 này Trừ 5Gx0 Cộng 6 và bây giờ anh lại phân tích tiếp này Nó sẽ bằng này G bình tại x0 này Trừ 2 nhân g tại x0 này Anh làm xuất hiện thành đẳng thức Nhân 5 phần 2 này Cộng 25 phần 4 này Thì phải cộng thêm gì nữa Trừ 1 phần 4 25 phần 4 trừ 1 phần 4 là bằng 6 mà Thì cái này là bằng G tại x0 Trừ 5 phần 2 tất cả bình phương trừ 1 phần 4 và luôn lớn hơn bằng trừ 1 phần 4. Như vậy, ta có fx0 fx0 luôn lớn hơn hoặc bằng trừ 1 phần 4 hay là f tại 2020 luôn lớn hơn bằng trừ 1 phần 4 do x0 bằng 2020 mà như vậy thì chúng ta sẽ khoanh vào phương án A đó là câu số 30 nhé